ổng bị lỡ giái. Bị cái đó thì người ta mua thuốc người ta xích vô chứ cạo đầu sao hết. Ông bà ông giải mày, ổng lỡ khấn giái hết bệnh ổng cạo đầu chứ sức sức cái bà nậu với mày. Ổng lỡ khấn giái hết cạo đầu sức sức bà nậu với mày. Ba, bộ cút bây giờ nó lộng hành quá ba, lúc cút giữa ba mày luôn. Đâu có bằng má mày. Làm sao? Tao đi làm về có đồng nào bắt cướp mẹ hết trơn. Tao đi làm về có đồng nào bắt cướp mẹ hết trơn. Tại tao kể chuyện cười, cổ không cười. Chắc ba kể chuyện không vui thì ta không cười chứ gì. Vậy chứ tại sao có thằng trốn ở đất giường nó cười? Có thằng trốn ở đất giường nó cười. Khuya qua má cắt móc bà gì vậy ba? Bà chê tao. Bà nói tao hồi trước mạnh như trâu, sao giờ yếu vậy? Tao nói thì con trâu phải có lúc nó bệnh chứ. Thì ba nói ba bệnh. Đã là trâu rồi nói được cái chó gì? Đã là trâu rồi nói được cái chó gì? Ông Khải á ba, ông bị bệnh nặng lắm á ba. Ông đi xét nghiệm đó, bác sĩ chê luôn. Gia đình ổng giấu ổng. Cái bữa đó ông hỏi bác sĩ chứ, bác sĩ ơi, xét nghiệm ra tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Rồi bác sĩ nói bệnh gì? Khám nghiệm tử thi mới biết. Khám nghiệm tử thi mới biết. Bà, có hai ông kia ông leo trên ngọn núi cao thì cao luôn, có một ông chợt chân té xuống núi, ông kia hết hồn khung xuống hỏi mày có sao không? Rồi ông kia nói sao? Chưa biết, đang rơi. Chưa biết, đang rơi. À, đúng. Hahahaha.
Thằng kia nó đột chặt vô tiệm vàng á, nó cướp 10 cái vàng. Công an đang truy nã tiền quá trời luôn, không ra luôn. Dễ ợt. Thông báo trên đài truyền hình báo chí nói mất 20 cây vàng. Mất có 10 cây, ở đâu ra mà thông báo 20 cây? Cho vợ nó biết, cho thấy mẹ nó luôn. Cho vợ nó biết, cho thấy mẹ nó luôn.